Dạ có. Học lớp mấy rồi? Dạ lớp 4 rồi. Lớp 4 hả? Dạ. Rồi con ngủ chỗ nào Như ý? Con ngủ chỗ này hả? Với cành mướp. Này hộp vịt hả? Hộp vịt chiên với cành mướp nè. Rồi. Nè, đó. Ừ. Dạ buổi hồi xin chào cô bác quý anh chị. Thì hôm nay sau khi mà có dịp về trao ghe cho bà ba xong á, thì buổi hồi quay lại hoàn cảnh của anh Liêm ở cái tàu hạ của huyện Châu Thành của tỉnh Đồng Tháp nè. Anh Liêm, hôm nay đến buổi trưa mưa gió ha? Mưa. Ăn cơm chưa anh? Mới ăn rồi. Ồ, mặc áo vô cho. Gà. Anh nuôi gà hả vậy? Gà của sớm có 7 con mấy con đó. Gà leo lên nhà ở chung luôn ha. Hôm nay nhà anh đâu hết rồi? Thì đó thằng này là thằng trong trai đi chơi thằng, còn thằng con nhỏ đó cháu nội. Cháu nội ha. Thì đó mẹ nó đi. Rồi đang nhà đó. Gì tính gì? Thằng Phát. Gì bữa đi làm chưa về? Gì bữa hổm em gặp tên gì ta? Tính hả? Bữa con có nói chuyện với nó đi làm chưa về. Dạ. Ừ. Vợ anh đâu? Đi bán vé số rồi. Dạ. Yeah. Bán về ăn cơm hay là đi ăn ở ngoài luôn? Về ăn cơm. Dạ. Yeah. Bữa nay bác chưa về, giờ này bác chưa về tới. Không ngày mưa gió là sao anh? Thì giờ nhờ che cái tấm mũ đó. Mũ ở trên đó mới che đó hả? Mới che chừng tuần nay. Mưa nó bị giọt đó. Nhiêu tiền? Mũ đó hết nhiêu tiền? 1.3 triệu. Ừ. Tại sao leo lên được? Trước. Thì có thằng cháu nó lại tiếp với thằng Tính đó, với chú người bên có leo lên không? Không có leo lên mà thang đó, rồi mình giục dây kéo qua chứ đâu dám leo theo yếu xìu nhà hụt hết trời leo leo được. Bởi vì em thấy cũng bất ngờ. Nãy em thấy mình che miếng mũ ở trên đó. Chống đỡ. Chống đỡ mùa mưa nè. Anh em sinh đôi đó hả? Không thai đó. Anh này thằng cái này chữa trộm nữa hả gì? Thì 13 năm dở kế hoạch đó. Sao mà em nghe cái chữa trộm em cảm thấy em hoang mang. Ba thằng rồi. Em sang vụ mà chữa trộm mà ba thằng rồi cái mười mấy năm sau dở kế hoạch tính đâu được nước ra cặp gái cũng ngon hay nè, hai thằng con trai luôn ra tới năm mà đông con này con gái con trai gì cũng không ngon nữa à. Đúng rồi, đủ không ngon à. Cấp đó mình còn làm được chứ đâu phải như nghe Mạnh Đường Quân hỏi anh là anh còn sức khỏe sao anh không đi làm? Có đi làm nhưng mà bây giờ công chuyện làm của người ta lúc trước làm cho anh vợ đó là ảnh cũng chủ lò ảnh mì, gọi giờ số lò làm số ký ít quá, hình ra giờ ảnh làm trong gia đình. Rồi lâu lâu ví dụ con ảnh có thiếu đi đám thiệt đó, có xuống thế một vài đêm đó. Anh Liêm anh bị bệnh gì ta? Bị rối loạn tiền đình. Có nghĩa là bị lâu lâu bị say sẩm hoài vậy hả? Ừ. Con tên gì con? Dạ Tình Ý. Tên gì? Tình Ý. Cái người mà em hay là anh của con anh gì? Là Như. Như Ý hả? Như Ý đó. Như Ý đó ha. Là có nghĩa là ước muốn là Như Ý rồi. Con năm nay nhiêu tuổi rồi Ý? Dạ con 12. Con 12. Ủa sao con trai mà đặt Tình Ý? Tại vì cấp đó cũng xanh rồi, gan thằng có 2kg 1, thằng 2kg 2. Dạ. Rồi hấp điện đồ này kia rồi giờ biết đặt tên sao giờ. Mới qua nhờ ông Nghĩa bên đây nè, ông thầy bên đây nè. Ông nói thôi giờ tôi đặt cho hai nó thằng Như Nghĩ đi. Nói cũng được. Hoàn hảo luôn. Thêm cấp trộm sao nữa là Như Hoàn hảo Như Ý. Như Ý luôn đó. Ông mới đặt là Như Ý luôn đó. Rồi con 12 tuổi con có đi học không? Dạ có. Học lớp mấy rồi? Dạ lớp 4 rồi. Lớp 4 hả? Rồi con ngủ chỗ nào Như Ý? Ngủ rồi. Ngủ chỗ này hả? Mưa gió có tạt không? Dạ không. Không hả? Rồi sao mưa đùng đùng con sợ không? Dạ không. Không sợ quen hả gì? Dạ. Hôm nay cái nhà con cơm gì? Dạ. Hôm nay nhà con cơm gì? Dạ ăn cơm với trứng chiên. Trứng chiên. Rồi con có đi làm gì phụ mẹ hè này, con có làm gì phụ mẹ không? Dạ không. Không hả? Vậy là nhà anh 4 người. Bốn người con. Năm người con. Một người là bỏ cháu nội lại đây. Là lớn nhất. Là này là thứ hai. Thằng thứ hai này nó ở Bình Dương. Có vợ rồi. Có vợ rồi, vợ nó ở ngoài Hà Tĩnh đặng. Dạ. Lâu lâu mới nó mới đi về ngoài.
nó cũng hoàn cảnh cũng khổ rồi, nó làm ở Bình Dương á, hai vợ chồng nó làm. Ờ, ở đây coi chú nói nghe coi. Dạ. Rồi sao mà Như ý đó rồi, Như đó rồi. Như đẳng chơi á. Đâu nói kêu anh Như là về chú kêu anh Như về chú. Ha. Mày chạy đây 5 phút thôi nha. Dạ. Vô rồi đó. 6 phút là phạt đó. Rồi bây giờ hôm trước đi lợi thăm cái nhà mình á, nó tối quá. Bữa đó đi trời cũng chập tối, thành thử là không có xem được. Anh hướng dẫn em ra sao ha. Ừ. À, mưa gió rồi sao anh? Mà thì em làm đỡ đó rồi. Cái này còn xài được không? Cái này hết rồi, cái này hư rồi bỏ rồi. Còn này? Cái đó còn xài được đó. Anh lúc trước có học ngành điện không? Không. Là ai câu cho anh vậy? Cái này thì tự anh làm. Tự anh làm luôn hả? Ừ. Cúp qua anh bển rồi người ta có chỉ cái tên đó đó. Rồi chạy cúp ở bển. Cái này em hỏi thiệt nha, anh Lêm biết chữ không ta? Anh hồi đó học lớp 3 à? À, nhớ chữ không? Cũng còn nhớ. Học lớp 3 đi sửa điện được luôn hả? Thiệt luôn á, em là dạng như mà mấy người mà học đại học điện là gặp anh là phải thua rồi. Nhìn thấy ghê nè cô bác của anh chị. Chỉ cần sơ sẩy một chút xíu mà cầu dao này bật một chút xíu thôi thì có thể đánh đổi bằng cả một mạng sống chứ không phải dơ đơn giản đâu. Thiệt luôn á. Điện mà mưa gió chằng chằng nhìn mấy cái cây này nè. Một quá trơn rồi. Nhà anh cái gì là quý nhất anh Liêm? Hả, nhà anh hả? Dạ. Chỉ có tiêu quy để dành câu vậy thôi chứ có gì đâu quý. Con cái nữa. Con cái là quý. Ừ. Ở đó đi con, hai anh em ở đó đi chút xíu chú hỏi. Này nó cho nè. Cho hai cái này nè. Ai mới cho? Chú nằm nên anh quý cho hả? Anh quý cho đó, hai cái này nè mới có chỗ nằm đâu này kia đó. Rồi, cái này làm mền hay vậy? Cái này làm nệm. Ba cây da giấy rồi bà là đi lụm về để bà bán đó. Mà có nằm ngủ bên đây không? Bên đây thì mấy nó chơi không à, ngủ bên kia. Bên đó là ai với ai ngủ? Anh với bà. Hai nhỏ ngủ hôm trước. Bữa này là không gian ấm cúng của hai vợ chồng ha. Mưa gió thì chắc không có trộm nữa đâu. Cô bác anh chị đang nói chơi vậy thôi cho nó vui cái không khí á. Cho mình nhìn kìa cô bác anh chị thấy ghê không? Ở nhà anh là em đâu, em vô là em đâu có dám đụng cái gì đâu. Đụng một là nó sập, hai là nó giật. Đó, rồi cái mưa đó nó tạt quá trời mới làm đỡ. Ôi gà cơ. Gà vô đó có khi nào bay luôn lên mụn luôn không? Anh sao ở đây mình không dọn vệ sinh mà nghe cái mùi nó hôi quá anh Lim, nó thiệt luôn. Cái của cái thằng con đó nó với hai cha con nó ở đó kêu nó dọn rồi này kia, rồi chú dọn này kia cũng bớt. Dạ. Rồi em qua đây coi. Nhà vệ sinh của mình đó hả? Cho em nhà tắm. Ừ. Vệ sinh ở đâu đó? Vệ sinh thì chạy lại đằng cầu, đằng cháu đẳng. Đi cầu cá à? Đi cầu cá. Chứ đâu có nhà vệ sinh. Giờ là cô bác của anh chị, thấy không? Ở dưới nước này, nước mưa lớn nó tràn lên đây không anh? Cái mưa lớn tràn. Thì phải, anh phải dọn dẹp vệ sinh quá. Chứ quá trời nó hôi anh Liêm ơi. Gác không nè. Này em nói thiệt nha, mai mốt gác anh sử dụng ba cái bọc mũ rồi đó. Anh phải lượm lên anh dồn vô bọc chứ anh không thể nào anh dục như thế này. Có dồn trước mấy bao rồi đó. Hôm nay là gia đình mình ăn cơm dưới này nè hả anh Liêm? Với canh mướp. Này hộp vịt hả? Hộp vịt chiên với canh mướp nè. Rồi. Nè đó. Đó. Ngày ăn vậy tốt nhiêu tiền? Chắc không nhiêu tiền đâu, trứng có 3.000 hộp hả? Ăn mấy trứng? 4-5 hộp vậy đó. Thôi ra trước đi anh. Ra trước đi con. Ai là Như, ai là Ý của anh rồi, hai anh em nhìn. Đâu Như đâu, này, Ý đâu? Như nè, đó, rồi. Như Ý đó. Đó, hai anh em sinh đôi mà mặc áo còn giống nhau, ngồi đi. Ngồi đi, ngồi đi lên. Như Ý đó. Như đâu? Con Như nè, Ý. Là Như đẹp trai hơn hay là Ý đẹp trai hơn ta? Con không biết. Ý đẹp trai hơn ha? Ý đẹp trai hơn. Ý nhìn nè. Chắc Ý. Cái người ra song thai sao giống quá mà sao hai này nó không có được chấm hung á. Hai anh em có đánh lộn không? Dở mà không có đánh. Hồi đó giờ có đánh đau khóc không? Có. Có luôn hả? Hai anh em ngủ ngoài này tối cái cửa sổ ngoài kia kìa sợ trộm bắt mình đi bán nội tạng không? Lớn nó mới bán mới có giá trị á. Đánh nó luôn á. Ăn trộm tao bành cha mà đánh.
đi đá chọi nó. Đấy đá đang ngủ mà đá đâu chọi. Chọi gì? Rồi sao bây giờ tao vô đó tao thỏ miếng thuốc mê rồi người ta bắt ra xong bán nội tạng luôn. Sợ không? Sợ. Bán mất tiêu nội tạng con đôi sợ. Ai à, nói gì cho nó trên Liêm không gầy à. Chắc khoảng hơn tháng em mới quay trở lại gia đình của mình. Ờ à, đúng rồi. Đúng không? Hơn tháng rồi. Anh có trông mong điều gì ở em không? Có chồng chứ sao à, thấy em nó không có tới cái có lẽ chắc em nó cũng bỏ anh mình luôn rồi lắm tờ khi suy nghĩ nhiều cái chứ có lẽ cũng còn công chuyện nhiều người cũng còn khổ hơn anh cũng còn sức khỏe đồ này kia nhưng có một cái công chuyện làm nó không được ổn định chứ không có chuyện làm anh này anh ở nhà vòng vòng em thì đi giống như ngựa á cứ chạy tới chạy lui à. À, nói thật với anh Liêm á thì hôm nay á thì em đến đây đến năm gia đình của mình là cái thứ nhất em thông báo cho mình một tin vui rồi. Là anh Tuấn và gia đình anh Tuấn và chị Thu ở Việt Kiều Mỹ ủng hộ cho mình 200 đô à. 200 đô ra được 4 triệu 7 đó. Rồi thứ hai là cô Huệ Việt Kiều Mỹ ủng hộ cho mình 1 triệu đồng thì con em đã có ghi vô đây rồi sẵn rồi nên thành nữ là em nhớ luôn cái hai mạnh thường quân em nhớ luôn thì đó là cái số tiền thì nó khoảng là 5 triệu 7 đó thì bây giờ thì mục đích của em là em muốn cho gia đình của mình nó có một cái chỗ che mưa che nắng ổn định chứ không phải muốn giúp cho mình qua ngày rồi hết tiền nữa mà mai mốt mình cũng y gan gì nữa nên thành thử em đến đây rồi. Em thông báo với anh và thông báo với mạnh thường quân như vậy và em tạm thời giữ cái số tiền 5 triệu 7 này để em coi nếu như có mạnh thường quân ủng hộ nữa thì mình sẽ sửa cái phần nhà tiền chế lại ở trên ha rồi cái phần gạch mình sửa được lại chỗ nào thì được chữa và trước khi làm được cái việc đó thì anh phải thông báo cho em biết là sửa cái phần cắt lại tiền chế và cái nền gạch là lót gạch này luôn là bao nhiêu tiền thì anh thông báo cho em nếu được chỉ thông báo cho em thôi nếu được mạnh thường quân ủng hộ thì mình tiến hành mình lấy số tiền này mình sửa là cái thứ nhất không được thì lần đầu trở lại em sẽ giao cái số tiền đó cho mình coi như là mình chưa có duyên được không em tạm thời em giữ cái số tiền đó cho anh chịu rồi, không rồi ok chịu không vậy rồi em có thời hạn 1 tháng nữa em sẽ quay trở lại gia đình của mình rồi nếu đủ thì nếu như khoảng 30 triệu ví dụ vậy em ví dụ khoảng 30 triệu thì mình có thể mình tiến hành sửa được nào mình sửa rồi ha còn mà thấp hơn như thế nào đó thì em sẽ thông báo cho gia đình của mình rồi anh chấp nhận không rồi chấp em nhận. Giữ tiền này hay là anh giữ không em giữ đi đây giữ đâu có làm được gì số đó đâu có làm được cái gì mất công anh xài hết rồi mất công nó không có tiền để mình xài nữa không có nhà để mình ở cái nhà là quan trọng nhất đặc biệt là cái nhà dạ rồi vậy hôm nay em thông báo vậy rồi anh có lời cảm ơn nào với mạnh thường quân không có chứ thì trước hết trời hồi nãy ông nói là hai mạnh thường quân có giúp đỡ như vậy thì tôi cũng thành thật là cảm ơn rất nhiều và rất nhiều cho tôi được cái chỗ cho để che mưa che nắng dầu ít hay nhiều đi chăng nữa tôi cũng cảm ơn rất nhiều luôn đó vậy đó là anh Liêm là tối ngày ở nhà vậy không hả thì ở nhà giữ cháu nội nấu cơm nước giặt đồ đạc rồi phơi vậy rồi vậy đi coi khi nào tính có vợ anh cho em hay một lần nữa thì Bùi Hồ xin chân thành cảm ơn gia đình anh Tuấn và chị Thu ở Việt Kiều Mỹ đã ủng hộ cho gia đình của anh Liêm 200 USD xin chân thành cảm ơn cô Huệ là Việt Kiều Mỹ đã ủng hộ cho gia đình của anh Liêm 1 triệu đồng rồi, thì tổng cộng cái số tiền là 200 USD và 1 triệu đồng thì thay mặt gia đình anh Liêm Bùi Hồ xin tạm thời giữ lại để có thể tích góp lại số tiền của mạnh thường quân để tiến hành sửa cái căn nhà một nát của anh Liêm để thay cho các bé như ý với lại mấy đứa bé nó có một cái nơi ở ổn định tạm thời che mưa che nắng xin chân thành cảm ơn cô bác quý anh chị và hẹn gặp lại ở clip sau xin chào anh